của phương pháp khấu hao thôi. Thì cùng thời gian đó có thể mức chi phí khấu hao đưa vào 2 năm cũng là khác nhau hoàn toàn. Chỗ này mình hình dung chưa? Đó, và như thế thì thật ra thì hiện nay ở Việt Nam, ở chỗ này tôi nói luôn nhé, tôi giải thích luôn, tôi mất công nói rồi thì tôi giải thích luôn cho các bạn một chút liên quan đến phương pháp khấu hao tài sản cố định. Không biết là ở đây thì lúc trước các bạn học môn tài chính doanh nghiệp các bạn học có nhớ không? Thế nhưng mà nếu không thì tôi cho chúng ta cái đường link này. Các bạn xem để các bạn hiểu. Được chưa? Đấy. Thế thì các bạn thấy là như tôi có giải thích với chúng ta, đó là để mà chúng ta xác định được khấu hao của một tài sản ảnh hưởng đến chi phí đưa vào trong kỳ thì nó sẽ căn cứ theo biến số, đó chính là phương pháp chúng ta sử dụng và thời gian chúng ta khấu hao tài sản. Với phương pháp khấu hao tài sản cố định thì hiện nay ở Việt Nam các bạn sẽ thấy có 3 phương pháp, là phương pháp khấu hao theo đường thẳng hay là khấu hao tuyến tính đấy. Thì chính là công thức chúng ta vừa làm với nhau. Chúng ta lấy nguyên giá, chúng ta chia cho thời gian. Được chưa? Và cái thời gian này chính là khung thời gian theo thuế. Nhưng không dừng lại ở đấy thì phương pháp khấu hao thứ hai đó là phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần. Đấy. Cái này mà ai học tài chính doanh nghiệp các bạn thấy rất là quen thuộc đúng không? Và khấu hao theo số dư giảm dần này thì người ta ở Việt Nam người ta áp dụng phương pháp là khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh. Tức là các bạn phải hiểu là khi nào mà cái số khấu hao theo phương pháp khấu hao nhanh ấy, khấu hao theo số dư giảm dần ấy, nó ít hơn so với cái số khấu hao theo phương pháp đường thẳng còn lại thì chúng ta phải chuyển sang khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Hay nói cách khác thì phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh này nó là một tổ hợp của 2 phương pháp. Một là phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần, tức là khấu hao nhanh, và thứ hai đó là phương pháp khấu hao theo đường thẳng cho những cái năm cuối cùng. Được chưa? Thì trong đường link tôi cho chúng ta cũng có ví dụ để các bạn xem về cái việc áp dụng cái khấu hao theo số dư giảm dần ở đây rồi. Cái năm 2020 là đề thi đại lý thuế người ta hỏi vào cái bài này đấy. Người ta hỏi là tính cái bảng khấu hao là như nào đấy. Mà người ta hỏi đúng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh. Và rất là nhiều người năm đấy là không làm được bài. Tại vì không hiểu phương pháp này. Đúng không? Tại vì ít gặp mà. Đúng không? Còn thứ ba là có một cái phương pháp nữa là phương pháp khấu hao theo khối lượng. Tức là theo quy mô đấy. Thì thực ra cái này nó ít gặp. Thì khi nào các bạn làm đến thì bạn xem cho tôi nhé. Thì trong đường link mà tôi gửi cho chúng ta thì có minh họa cho cả 3 cái phương pháp đấy. Thì cả lớp xem cho tôi ở trong cái đường link đó. Thế còn câu hỏi quay về với lại cái vấn đề thứ hai, đúng không? Phương pháp khấu hao chọn xong rồi thì chọn đến thời gian khấu hao. Thì thời gian khấu hao ở đây thì ở đây các bạn có thể hiểu đó là các bạn phải sử dụng khung khấu hao theo quy định của thuế. Và cái bảng mà tôi cho chúng ta ở đây thì đấy là bảng khấu hao theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp thôi. Được chưa? Thế nhưng mà hoàn toàn về thời gian khấu hao thì có thể doanh nghiệp người ta sẽ khấu hao thời gian khác. Ở đây chúng ta hiểu không ạ? Bởi vì thực tế thì sẽ có những cái tài sản các bạn thấy là không thể nào khấu hao dài như cái thời gian của thuế được. Hoặc ngược lại sẽ có những cái tài sản mà chắc chắn thời gian của thuế là thời gian ngắn hơn. Tôi cho ví dụ những cái xe ô tô. Các bạn thấy là thời gian khấu hao xe ô tô thì ở đây trong cái sách này của chúng ta này. Với cái phương tiện vận tải các bạn sẽ thấy ví dụ như phương tiện vận tải đường bộ thì thời gian khấu hao của nó là 6 đến 10 năm. Nhưng hoàn toàn khi mà đi đăng kiểm các bạn thấy là có những cái xe dùng đến 15 20 năm. Và như vậy thì cái thời gian khung như vậy nó vượt ra ngoài khung này rồi. Đúng không? Và hoàn toàn xe ô tô chúng ta có những cái trường hợp mà khấu hao nó vượt hơn so với lại cái số mà chúng ta khấu hao theo thuế. Ví dụ như một cái xe Lexus chẳng hạn, đúng không ạ? Tôi khấu hao một cái giá nguyên giá là 3 tỷ rưỡi 4 tỷ. Tôi khấu hao theo thuế tôi khấu hao 6 năm thôi. Cho nó nhanh. Thế nhưng mà thực tế của tôi chẳng hạn doanh nghiệp người ta có quyền lựa chọn, có thể người ta khấu hao nó 10 năm hoặc thậm chí là 15 năm. Được chưa? Đấy. Và như vậy thì câu trả lời đây đó chính là việc mà cái khung thời gian khấu hao này nó sẽ phục vụ cho mục đích tính chi phí thuế. Đúng không ạ? Chứ nó không phục vụ cho mục đích là kế toán quản trị của doanh nghiệp, cũng như nó không phải là khung mà bắt buộc tất cả tài sản khấu hao theo kế toán, theo sổ kế toán chúng ta phải thực hiện theo cái này. Nhìn đồng ý chưa nhé? Đấy, đấy là nội dung liên quan đến cái ước tính kế toán về khấu hao và qua 2 cái phương pháp như thế này. Đấy thì tôi cũng hướng dẫn chúng ta một cái kỹ thuật để cho các bạn hiểu là khi mà muốn thay đổi cái chi phí này thì chúng ta làm như thế nào đối với các cái biến số ở đây. Đấy. Và chính vì cái sự mà lo lắng của chính phủ và nhà nước sợ rằng là có những cái người có tư tưởng mà cứ suốt ngày thay đổi 2 cái này để điều chỉnh thì nhà nước sẽ đưa ra quy định mọi người ạ. Nhà nước sẽ đưa ra quy định đó là với phương pháp khấu hao và thời gian khấu hao thì doanh nghiệp chỉ được thay đổi một lần trong vòng đời sử dụng. Và khi thay đổi đối với những cái số liệu đấy, à với những cái thông số đó thì doanh nghiệp phải thực hiện thông báo với cơ quan thuế. Cái này thì đến bài thuế thu nhập doanh nghiệp tôi sẽ hướng dẫn. Thế nhưng tôi cũng hướng dẫn luôn cho chúng ta để chúng ta biết thông tin. Đúng không? Đó là khi mà chúng ta thực hiện thay đổi thì chúng ta phải thực hiện thông báo với cơ quan thuế. Và như vậy thì tôi cho chúng ta một cái ví dụ quy định.
Đây, muốn thay đổi thời gian khấu hao, được chưa? Ví dụ cái này là công văn của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, thì các bạn sẽ thấy là khi mà thời gian khấu hao thay đổi thì doanh nghiệp